Thưa quý vị, lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen mới đây đã bắn tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu ở thành phố cảng Eilat của Israel và cảnh báo sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự cho tới khi Israel kết thúc cuộc tấn công vào dải Gaza. Lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen hôm 2 tháng 2 đã phóng loạt tên lửa đạn đạo tấn công vào các mục tiêu ở thành phố cảng Eilat của Israel. Tuyên bố của người phát ngôn lực lượng Houthi Yahya Sari cho biết, lực lượng tên lửa của lực lượng vũ trang Yemen đã thực hiện một chiến dịch quân sự chống lại các mục tiêu cụ thể của Israel ở khu vực al-Raras bằng một số tên lửa đạn đạo. Lực lượng vũ trang Yemen tái khẳng định cam kết trong việc thực hiện các nghĩa vụ tôn giáo, đạo đức và nhân đạo đối với người dân Palestine bị áp bức, nhằm đáp lại lời kêu gọi của người dân Yemen tự do, cũng như những người dân tự do tại các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo của chúng tôi. Các lực lượng vũ trang Yemen sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động quân sự tiếp theo, chống lại kẻ thù theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, trên cả đất liền và trên biển cho đến khi các hành động xâm lược và phong tỏa trên dải Gaza được chấm dứt. Về phần mình, quân đội Israel trong thông báo cùng ngày cho biết, hệ thống phòng không mũi tên Arrow của họ đã đánh chặn một tên lửa đất đối đất ở khu vực Biển Đỏ. Kể từ tháng 11 năm 2023, Houthi bắt đầu đe dọa tấn công các tàu thương mại của Israel ở Biển Đỏ và sau đó là các tàu được cho là có liên quan tới Mỹ và phương Tây. Các chiến binh này đã thực hiện vô số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa ngoài khơi Yemen trong 3 tháng qua. Houthi không chỉ sử dụng UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo để chống lại các mục tiêu trên biển, mà còn tấn công tên lửa nhằm vào thành phố Eilat ở miền nam Israel. Hành động của Houthi đã khiến Mỹ và đồng minh phải triển khai lực lượng hải quân hùng hậu tới để ngăn chặn. Tới ngày 12 tháng 1, Mỹ và Anh đã bắt đầu khung kích Houthi và đẩy xung đột tại Yemen lên cấp độ mới. Từ thời điểm đó, hàng loạt các động thái trả đũa giữa đôi bên liên tiếp nổ ra. Trong diễn biến gần nhất vào đêm 28 tháng 1 theo giờ địa phương, Houthi đã phóng một tên lửa nhằm vào tàu Louis B. Puller của Hải quân Mỹ khi tàu này đang di chuyển ở vịnh Aden. Ngày 26 tháng 1, Houthi đăng video tuyên bố, nhánh hải quân của lực lượng này đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu Marlin Luanda của Anh trên vịnh Aden, khiến con tàu bốc cháy. Trước đó, cùng ngày 26 tháng 1, cơ quan giám sát hàng hải của Anh mang tên UKMTO cũng cho biết đã nhận được báo cáo về vụ tấn công xảy ra ở địa điểm cách vịnh Aden 60 hải lý về phía Tây Nam. Con tàu đã bị đánh trúng và bốc cháy, phải gọi hỗ trợ khẩn cấp. Liên minh hàng hải Mỹ-Anh đã có ngay hành động đáp trả. Ngày 24 tháng 1, Houthi thông báo đã đụng độ với một số tàu khu trục và tàu chiến của Hải quân Mỹ ở vịnh Aden và eo biển Bab el Mandeb khi các phương tiện này đang bảo vệ hai tàu chở hàng thương mại của Mỹ. Vụ tấn công buộc hai tàu thương mại đó phải rời khỏi Biển Đỏ. Cùng ngày 24 tháng 1, Nhà Trắng thông báo Houthi đã bắn 3 tên lửa trong vụ tấn công nói trên ở tuyến đường thủy quan trọng Biển Đỏ. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nêu rõ, một tên lửa đã bắn trượt mục tiêu, trong khi một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã bắn hạ hai tên lửa còn lại. Như vậy, kể từ khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas bùng nổ đến nay, lực lượng Houthi đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào tàu bè và các mục tiêu khác, đồng thời coi đó là hành động đoàn kết với người dân Palestine. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng cuộc xung đột giữa Israel và Hamas có thể tiếp tục lan rộng và gây bất ổn hơn tại khu vực Trung Đông. Thưa quý vị, với những tuyên bố cứng rắn và hành động quân sự thực tế nhằm vào các tàu thương mại có liên hệ với Israel tại Biển Đỏ, Houthi đã buộc Israel, Mỹ và đồng minh phải sử dụng vũ lực để can thiệp. Vậy phong trào Houthi tại Yemen đang có trong tay những lợi thế gì? Theo trang tin Business Insider, khi tên lửa của Houthi tiếp tục làm gián đoạn các tuyến đường vận chuyển và chuỗi cung ứng toàn cầu, Mỹ lại có rất ít lựa chọn tốt để ngăn chặn hành động của lực lượng này. Các cuộc tấn công liên tục của Mỹ và Anh bao gồm cả việc đánh chìm một số tàu thuyền của Houthi. Houthi không phải là một lực lượng quân sự lớn, nhưng họ không cần phải trở nên quá hùng mạnh. Họ có những lợi thế giúp tăng cường khả năng gây khó khăn cho phương Tây khi tiến hành các cuộc tấn công ở Biển Đỏ. Thứ nhất, đó là địa lý. Điều kiện địa lý tự nhiên cho thấy con đường tắt tốt nhất cho tàu bè di chuyển giữa châu Âu hoặc bờ biển phía đông nước Mỹ tới Ấn Độ và Đông Á là kênh đào Suez, nối liền biển Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương. Theo ước tính, 15% thương mại thế giới và 20-30% hàng hóa đến các cảng bờ đông nước Mỹ đi qua kênh đào Suez. Kênh đào này luôn dễ bị tổn thương, bằng chứng là khi tàu container khổng lồ Ever Given mắc cạn vào năm 2021, làm gián đoạn thương mại toàn cầu trong nhiều tuần. Nhưng vấn đề ngày nay không phải là kênh đào Suez, mà là mối đe dọa mà các tàu phải đối mặt khi đi qua Biển Đỏ và eo biển Bab el Mandeb, giáp với Eritrea và Djibouti ở phía Tây và Yemen ở phía Đông. Bab el Mandeb chỉ dài khoảng 110 km và rộng 30 km, nằm trong tầm bắn của tên lửa chống hạm từ đất liền, máy bay không người lái và thậm chí là cả pháo tầm xa. Không giống như hầu hết các đường cao tốc, không có đường tránh nếu eo biển trên bị chặn.
Vấn đề thứ hai là công nghệ. Vũ khí chống hạm hiện đại uy lực mạnh nhưng đủ đơn giản để ngay cả một nhóm chiến binh bình thường cũng có thể vận hành chúng. Trong khi đó, máy bay không người lái rất rẻ và ngay cả một chiếc máy bay không người lái nhỏ cũng có thể gây ra thiệt hại cho một con tàu lớn. Trên thực tế, phong trào Hồi giáo vũ trang tại Yemen có trong tay nhiều loại vũ khí tấn công tầm xa nguy hiểm và chính xác. Trong vài năm qua, kho tên lửa của Houthi đã tăng lên đáng kể. Phần lớn chúng có nguồn gốc từ Iran. Ngoài ra, với sự giúp đỡ từ Iran, Houthi cũng khôi phục nhiều tổ hợp tên lửa tấn công từ thời Liên Xô, trong đó có nhiều vũ khí chống hạm. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Houthi có nhiều loại tên lửa chống tàu đa dạng, ví dụ như tên lửa hành trình chống hạm P-21 Temis thời Liên Xô hay C-801 của Trung Quốc, với tầm bắn lên tới 130 km, cũng như Guardia của Iran, 300 km. Houthi cũng có tên lửa đạn đạo chống hạm do Iran sản xuất với tầm bắn khoảng 480 km, cũng như có nhiều máy bay không người lái. Những tên lửa này được bắn từ các bệ phóng di động, có thể nhanh chóng thay đổi địa điểm. Họ có thể bắn một tên lửa rồi di tản trước khi Hải quân Mỹ có thể xác định chính xác địa điểm phóng và tấn công lại bằng tên lửa hành trình Tomahawk. Houthi đã quen với những chiến thuật này từ cuộc chiến kéo dài 9 năm với liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Cách phòng thủ tốt nhất của tàu không phải là súng hay thiết bị gây nhiễu, mà là không gian rộng mở. Ngay cả một tàu sân bay khổng lồ cũng khó bị phát hiện giữa đại dương rộng lớn và radar trên tàu chỉ có thể quét trong một khu vực nhỏ. Đó là lý do tại sao Mỹ và các quốc gia khác đầu tư rất nhiều công sức vào vệ tinh, máy bay tuần tra và cảm biến để cung cấp dữ liệu theo dõi theo thời gian thực nhằm dẫn đường cho tên lửa tiếp cận một mục tiêu đang di chuyển. Nhưng Bab el Mandeb chỉ rộng 30 km, có nghĩa là tàu có thể được theo dõi bằng radar mặt đất, thuyền nhỏ, máy bay không người lái nhỏ hoặc thậm chí là người quan sát trên điểm cao với một cái ống nhòm tốt. Không chỉ sở hữu tên lửa chống hạm, Houthi còn có trong tay nhiều tổ hợp tên lửa đạn đạo khó đối phó hơn nhiều. Các tổ hợp tên lửa đạn đạo Azev và Tankin với tầm bắn lên tới 450 đến 500 km có thể coi là phiên bản nội địa hóa của Yemen, dựa trên cơ sở các tổ hợp tên lửa Fateh-313 và Zohai của Iran. Chúng được trang bị hệ thống cảm biến dẫn đường quang ảnh nhiệt đủ khả năng tấn công các mục tiêu cỡ lớn như tàu thuyền. Với đầu đạn nặng 300 kg, kết hợp với gia tốc rơi lớn của tên lửa đạn đạo, Azev và Tankin đủ khả năng vô hiệu hóa hoặc phá hủy bất kỳ tàu thương mại nào trong tầm ngắm. Houthi cũng hoán cải thành công đạn tên lửa phòng không cũ của tổ hợp S-75 Volga thời Liên Xô thành tên lửa đối đất Mohit, trang bị đầu dò quang hồng ngoại. Dù hiệu quả của chúng vẫn là dấu hỏi lớn, nhưng với số lượng lớn thì đây cũng là các loại vũ khí tấn công nguy hiểm trong tay Houthi. Những loại vũ khí ở trên chưa phải là tất cả. Houthi còn có một kho tên lửa tầm xa sử dụng nhiên liệu lỏng có nguồn gốc từ Iran và Triều Tiên. Dù có số lượng hạn chế và thời gian chuyển trạng thái dài, nhưng chúng lại có tầm bắn rất xa, lên tới hàng nghìn km và là mối nguy hiểm thường trực đối với Israel, cũng như các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông. Ngoài ra, con số hàng trăm tên lửa hành trình đối đất Houthi đang sở hữu cũng rất nguy hiểm. Với kho vũ khí đầy đủ chủng loại trong tay, không quá khó để hình dung Houthi có đầy đủ khả năng khống chế và phong tỏa hoàn toàn tuyến hàng hải thương mại nối giữa châu Âu và Nam Á qua Biển Đỏ và kênh đảo Suez nếu xung đột tiếp tục leo thang. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!